Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Thủ Dầu Một đã tổ chức họp mặt chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023. Buổi họp mặt đã diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng với phần ôn lại truyền thống lịch sử ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố Thủ Dầu Một từ khi thành lập Đảng bộ Thủ Dầu Một vào tháng 8 năm 1948 đến nay. Tự hào về những trang sử vàng của Đảng, Đảng bộ thành phố Thủ Dầu Một đã trung kiên sáng tạo chiến đấu và trưởng thành dưới lá cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xứng đáng vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Năm 2022, 100% chỉ tiêu nghị quyết năm đề ra đạt và vượt, thành phố tiếp tục đứng đầu chỉ số cải cách hành chính cấp huyện trên địa bàn tỉnh trong 8 năm liên tiếp. Tất cả tổ chức chính trị đoàn thể đều đứng đầu khối thi đua trong toàn tỉnh. Đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, hình ảnh thành phố 304 tốt và tiêu chí người công dân năm gương mẫu tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hiện nay, Đảng bộ thành phố đang phấn đấu với quyết tâm cao độ, năng động, sáng tạo, đoàn kết, nghĩa tình để xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh Bình Dương.